Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh ẩm thực của mình. Hôm nay mình làm món pizza rất là đơn giản. Nguyên liệu chúng ta gồm có 4 quả trứng, 1 bát phô mai sợi mozzarella, 1 bát xúc xích thái nhỏ, nấm đùi gà thái mỏng và khoảng 8 lát bánh mì sandwich thái miếng vuông nhỏ. Cho bánh mì sandwich vào máy xay. Thêm trứng vào và xay nhuyễn. Nếu khi xay thấy đặc thì chúng ta thêm một chút nước nha. Đợi dầu nóng, đổ hỗn hợp bánh mì trứng vào chảo để làm đầy pizza. Đậy nắp và để ở lửa nhỏ vừa. Khi thấy mặt dưới của bánh xém vàng thì lật mặt. Công đoạn này các bạn lật khéo nha. Mình lật chưa được đẹp lắm nè, nhưng không sao, vẫn dùng được các bạn ạ. Giờ mình thêm một lớp tương cà chua lên bề mặt bánh, phết đều. Thêm nấm đùi gà. Thêm xúc xích. Rắc đều phô mai sợi lên bề mặt và đậy nắp chảo. Khi bánh chín và phô mai tan chảy thì cho ra. Giờ mình cắt bánh ra thành từng miếng. Với cách làm đơn giản này, mình đã hoàn thành xong chiếc bánh pizza rồi các bạn. Các bạn hãy tự làm để chiêu đãi cả nhà mình nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.